À, trên núi tiền ra có thế đi đường này thấy cổng chùa sư cô ăn cái này bỏ ra này. À, rồi cũng chỉ uống cái nước thôi ba này, nên cái này vừa cốc nước nên muốn tiện nhắn cái này đi, xong rồi làm cái chùm cơm bát ở đây này nữa, chùm chén. À, xong rồi là để vào ấy thì có khách thì thay cốc cốc thủy tinh đánh rơi nó vỡ không sót lắm, và cái này gáo dừa thì bền lắm quý vị. À, rất đẹp, cái này cần gì đâu, rất đẹp đây, nên là nhiều người không tận dụng cái này để chế biến ra cả trồng ơi. Vất qua vất lấy chiếc về làm thử, hôm nay ra nó mà tí là đốt thì mất 4 chiếc. Vậy thì cảm ơn sư cô nhá, sư cô muốn rồi người Hà Nội này về Phú Mỹ này xây chùa này ở. À,